Hello các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể quay trở lại buổi phát trực tiếp ở buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị hay chưa Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Thế nên nếu như mà các em đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé, được không nào? Các bạn ơi, không biết là đã có bạn nào lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay của chị À chị xin lỗi, lại buổi tối đấy, tại vì hay phát vào buổi tối nhiều quá nên bây giờ lại vào buổi tối À, chị đang muốn hỏi là có bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp Ở trong buổi trưa ngày hôm nay của chị chưa? Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Và rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp này rồi nhá Được không nào? Hello các bạn Có một cái thông tin rất là đáng mừng cho chúng mình Đó chính là ngày hôm nay sẽ là một cái ngày rất là đặc biệt Chúng mình sẽ được free ship tất cả các đầu sách nếu như mà các em đặt mua trong ngày hôm nay Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nhá Được không nào? Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nhá các bạn nhá Chúng mình sẽ được free ship tất cả các đầu sách Ví dụ như những bạn nào mà đang cần tài liệu để ôn Thì cái cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm này là một cái cuốn được phản hồi rất là tốt đây các bạn ấy nói rằng là chị ơi cảm ơn chị rất là nhiều bởi vì nhờ có tài liệu của chị mà em đã vượt qua được cái kỳ thi học kỳ 1 vừa rồi. Lâu lắm rồi mà hình như là từ ngày lên cấp 3 chưa bao giờ em được 8 điểm rưỡi môn văn cả. Nhưng mà nhờ có cái cuốn sách này mà em đã được 8,5 môn văn, thực sự em rất là vui về điều đấy. Thế nên là chị thì chị mong rằng là bản thân các bạn nếu như mà các em đang ấp ủ việc là mua sách của học văn chị Hiên Thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một cái cơ hội không thể bỏ qua đâu đấy Biết chưa nào? Nhá Bây giờ sắp Tết rồi Gọi là chuẩn bị bước qua một cái giai đoạn mới rồi mà chúng mình còn chưa ôn Thì chúng mình định đợi đến bao giờ chúng mình mới ôn Đúng không? Chúng mình định đợi đến bao giờ thì chúng mình mới ôn đây <laughs> Đây là cuốn của chị đang dùng Thế nên có một cái câu ở trên này là chị Hiên đang dùng này <laughs> Các bạn thấy không? <laughs> Cuốn này thì đây là một cái cuốn gọi là siêu to khổng lồ luôn Có giá là 139.000 các bạn nhé 139.000 nha Và duy nhất free ship trong ngày hôm nay nha Tại bởi vì là <laughs> Thực sự phí ship bây giờ cao lắm Phí vận chuyển cao cực kỳ luôn Thực sự là như vậy Đó Thì các bạn có thể tham khảo Quyển này thích đọc thích lắm luôn rồi ok, cảm ơn các bạn <laughs> Cảm ơn các em vì đã đưa những cái phản hồi rất là tốt cho chị Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhé Học đi chị ơi <laughs> Cuốn này có giá 139.000 Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm rất là nhiều những cái đầu sách khác ấy Thì các bạn có thể nhắn tin cho admin phát Pê học văn chị Hiên để nhận thông tin nha Còn duy nhất ngày hôm nay chúng mình sẽ được free ship nhân dịp những cái ngày cuối năm như thế này Được không ạ? Hôm vừa rồi có một bạn bạn ấy mua 5 cuốn luôn, bạn ấy bảo là mua cho cả những người bạn của bạn ấy nữa. Luôn là ta. ok, các bạn thân mến, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một trong những cái bài viết về tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Được không ạ? Chị biết là đây là một trong những cái phần mà các bạn cực kỳ là băn khoăn đây. Đúng không? Có vẻ đây là một trong những cái phần mà các bạn cực kỳ là băn khoăn đây Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tham khảo cái bài viết mẫu này Được không ạ? À? Một cái bài tham khảo Được không nào? Rồi Ở đây có khá là nhiều đề về người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân Không biết là các bạn bây giờ thì các em đang cần đề nào Về vẻ đẹp trữ tình hay là về vẻ đẹp hung bạo Chị đang rất là muốn hỏi các bạn là các bạn đang cần đề nào các em đang cần về vẻ đẹp chữ tình hay vẻ đẹp hung bạo hay là một cái bài mà hay là một cái bài mà gọi là có tất cả mọi vấn đề về người lái đò sông Đà luôn các em đang cần các em đang cần bài nào ạ các bạn đang cần bài nào các em đang cần bài nào các em đang cần phần kiến thức nào về vẻ đẹp trữ tình, về vẻ đẹp hung bạo Hay là một cái bài, uh, một chỉ phân tích một cái trích đoạn trong người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân thôi Nào Tất cả luôn á <laughs> Làm gì có chuyện không dễ đâu nha, không dễ thế đâu <laughs> Chị biết ngay là các bạn sẽ trả lời như thế Nhưng mà không có chuyện thế đâu, đúng không? làm gì có chuyện và bây giờ chị lại à, gọi là cung cấp cho các bạn một cái bài mà đầy đủ hết tất cả mọi thứ như vậy được phải không đúng rồi em ạ à. chị ơi giảng gấp đi chị ơi có tất cả ok cả hai ạ à. bạn nào cũng muốn là là có tất cả có cả hai nhưng mà chị sẽ không nói chung là uh, chị trong cái khuôn khổ của buổi trưa ngày hôm nay thì chị khua không thể nào mà chị cung cấp cho các bạn hết tất cả mọi thứ được. Được không nào? Nhưng mà yên tâm, chị sẽ giúp các bạn khái quát lại về uh, chị sẽ giúp cho các bạn khái quát lại. Đây, các em chị sẽ giúp cho các bạn khái quát lại về kiến thức của tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhá. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Chúng ta thấy rằng trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân bao gồm hai hình tượng chính. Hình tượng số 1 đó là hình tượng dòng sông Đà. Đúng không ạ? Và hình tượng số 2 là hình tượng người lái đò sông Đà. Người lái đò sông Đà. Được không ạ? Nhá. Các bạn nhìn này. Chúng ta thấy rằng hình tượng đầu tiên là hình tượng người lái đò sông Đà và hình tượng thứ hai là hình tượng gì ạ? À hình tượng dòng sông Đà. Thế thì khi mà làm bất cứ một cái hình tượng nào ấy thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải tuân thủ cái này giúp chị nhá. Đối với hình tượng này là một cái hình tượng về một sự vật đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị rằng chúng mình sẽ đề ra ở đây những cái thông tin, những cái ý cần tuân thủ như sau. Cái số 1, chúng ta sẽ đảm bảo cho chị về khái quát về hình tượng này, được không ạ? Trong phần khái quát này các bạn sẽ nói về lai lịch của con sông Đà, các bạn sẽ nói về đặc tính riêng của con sông Đà. Được không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là sông Đà À có nơi khai sinh là Ở huyện Cảnh Đông tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Đúng không? Và đặc tính riêng của dòng sông này đó chính là Chúng thủy sai đông tàu Đà Giang Độc Bắc Lưu Có nghĩa là mọi con sông thì đều chảy theo hướng đông Nhưng duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng Bắc Và cái đặc tính riêng của sông Đà này Cực kỳ phù hợp với bản ngã của nhà văn Nguyễn Tuân Một nhà văn đã từng gì ạ? À bộc bạch cái quan điểm sáng tác của mình rằng Lòng kiêu hãnh đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương Đúng không? Rồi, sau khi khái quát xong thì bắt đầu các bạn làm rõ về vẻ đẹp của hình tượng. Đúng không ạ? Thì trong vẻ đẹp của hình tượng về dòng sông Đà chúng ta sẽ chia ra thành hai cái nét tính cách chính. Nét tính cách đầu tiên đó là hung bạo. Được không? Và nét tính cách thứ hai đó là nét tính cách trữ tình. Ok chưa các bạn? Một là hung bạo và hai là trữ tình nhá. Ok không ạ? Một là hung bạo và hai là trữ tình được không nào? Thế thì bây giờ chị mới bắt đầu đi cụ thể hóa cho các bạn về hai cái vẻ đẹp, hai cái nét tính cách chính của dòng sông Đà thì mình sẽ có như sau. Thứ nhất đó là sự hung bạo. Trong sự hung bạo này thì mình lại chia ra thành các ý. Thứ nhất, đó chính là đá bờ sông. Đúng không nào? Các bạn hãy tưởng tượng rằng là giống như cái việc tìm hiểu về dòng sông Đà ấy là cái việc các bạn đang đi trên một cái chuyến hành trình. Và cái chuyến hành trình đó cho chúng ta gì ạ? Đi qua những cái đi qua những cái quãng sông đà khác nhau và ở mỗi cái quãng sông đà đấy thì chúng ta lại tiếp nhận được những cái vẻ đẹp khác nhau ok chưa ạ thì ở đây chúng ta sẽ có cái sự hung bạo thể hiện qua đá bờ sông đúng không nào chúng ta thấy rằng là hình ảnh đá bờ sông ấy thì được miêu tả thứ nhất đó là gì ạ dựng vách thành đúng không dựng vách thành có nghĩa là gì có nghĩa là đá ven sông rất là cao và cao đến cái mức là gì ạ à có những cái quãng sông mà đá dựng cao đến mức ánh nắng mặt trời không lọt vào được không có ánh nắng mặt trời đúng không ạ chỉ gì ạ chỉ đúng ngọ tức là giữa trưa khi mà tiên nắng mặt trời gì ạ chiếu thẳng chiếu vuông góc với mặt đất với mặt nước thì mới thấy một vài tiên nắng lọt vào trong đó thôi được không ạ? Rồi thì gì nhỉ À, đá ở bên bờ sông còn gì? Chẹt lòng sông như một cái ít hầu nữa. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là khiến cho những cái quãng sông đó rất là hẹp. Và chính vì hẹp như vậy nên cực kỳ khó đi. Và nói về gì ạ? Nói về cái độ hẹp của dòng sông Đà thì chúng ta thấy rằng là được thể hiện bởi hai ý. Ý số 1 là gì nhỉ Ý số 1 là đứng ở bờ bên này, đứng, ném nhẹ tay là viên đá đã bay sang bờ bên kia. Và ý số 2, đó chính là gì ạ? Có những cái quãng mà con nai, con hổ ấy có thể nhảy vọt qua được cái quãng sông đấy. Thì chứng tỏ rằng là gì nào? Chứng tỏ rằng là sông Đà bị đá bờ sông chẹt lại rất là hẹp, đúng không ạ? Mà hẹp như vậy thì đương nhiên là thuyền sẽ cực kỳ khó đi. Phải không nào? Thuyền chắc chắn sẽ cực kỳ khó đi. Rồi, đấy là sự hung bạo ở đá bờ sông nhá. Tiếp theo đó là mặt gành hát lóng được không ạ? À? Mặt gành hát lóng này thì đá xô sóng, sóng xô gió cuồn cuộn luồng gió cuồn ghè suốt năm như đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào đi được nghi ngang qua đấy. Chúng ta thấy rằng một cái mặt gành dường như là đang sôi lên bởi sức mạnh của đá, của sóng, của gió kết hợp với nhau và khiến cho chúng ta có được một cái cảm giác đó chính là cảm giác gì nhỉ? Đó là một cái cảm giác rất là ghê sợ khi mà chúng ta thấy một cái mặt gành đang trào sôi lên như thế đúng không ạ hung bạo tiếp theo được thể hiện ở quãng tà mường vát với những cái hút nước chết người đúng không nào những cái hút nước này ấy thì rất là đặc biệt khi mà chúng nó có cả hình dạng khi mà chúng nó có cả âm thanh và đặc biệt là nhà văn đã trọng tâm nói về cái sự nguy hiểm hay nói cách khác chính là gì ạ chính là tâm địa độc ác của những cái hút nước này nếu như con thuyền nào mà men cần không may nhá Bị cái hút nước này nó kéo xuống ấy Thì chắc chắn là sẽ đi đi gì ạ à? Đi ngầm dưới lòng sông khoảng 10 phút sau Thì sẽ thấy nổi lên Và thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới luôn Được không ạ? À? Thì các bạn theo cứ theo các cái ý này các bạn phân tích thôi Và tiếp theo đó chính là thác nước Được không nào? Thác nước Thác nước thì có cả cái tâm trạng Âm thanh của thác nước thể hiện tâm trạng Nghe như là van xin, nghe như là oán trách Giọng gần mà chế nhạo được không ạ? À? Nó giống lên như tiếng của một hàng ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng Đúng không nào? Lấy núi để tả sông lấy lửa để tả nước chỉ có Nguyễn Tuân mới có thể ngông ngạo như vậy thôi. Ok chưa nào? Và cuối cùng chúng ta sẽ có đó chính là trùng vi thạch trận thì ở trong trùng vi thạch trận này ấy, chúng mình sẽ chia ra làm ba trùng vi Được không ạ? À? Trùng vi 1 Trùng vi 2 và trùng vi số 3 Được không ạ? À? Chúng ta chia ra làm 3 trùng vi thạch trận nhé Trùng vi 1, trùng vi 2 và trùng vi 3 Được không ạ? À? Đấy là về cái vẻ đẹp hung bạo Có vấn đề gì không các em? Chị nghĩ là khi mà các bạn đã hệ thống hóa được tất cả mọi ý Ở trong sông đà ấy. Và các bạn chị nghĩ là Chị nghĩ là Các bạn cũng sẽ có thể tìm ra Một cái cách học rất là hay về dòng sông đà Nếu như các bạn thực sự lăn xả Vào việc học dòng sông này được không ạ à? trước tiên là chúng mình vẫn phải làm cái ý đó là chúng mình phải à chúng mình phải gạch ra được tất cả mọi ý như thế này đã nó chi tiết nhất nó khoa học nhất được không ạ à? đầy đủ nhất và sau đó thì chúng ta sẽ đưa thêm những cái phần dẫn dắt của chúng ta vào được không nào nhá sẽ đưa thêm cái phần dẫn dắt của chúng ta vào thì chị nghĩ là sẽ tốt hơn rất là nhiều được không ạ chị biết là tầm này thì các bạn đang ôn thi học kỳ Thế nên là có rất là nhiều bạn đang quan tâm tới tác phẩm Người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân Bởi vì đây cũng là một cái tác phẩm đáng chú ý mà, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có vẻ đẹp hung bạo là như vậy Thế còn vẻ đẹp trữ tình thì như thế nào? Vẻ đẹp trữ tình thì chúng ta thấy rằng là Dòng sông đà được nhìn giống như là một cái áng tóc trữ tình Mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc Đúng không? Bung nở hoa ban hoa gạo tháng gì ạ Bung nở hoa ban hoa gạo tháng 3 Và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân Rồi thì chữ tình được thể hiện qua sắc nước sông đà Chữ tình được thể hiện qua gì ạ À cảm nhận sông đà đầm đầm âm ấm giống như gặp lại cố nhân Đúng không nào Rồi thì gì nữa ạ Gì nữa nhở các bạn nhở Gì nữa nhở rồi có rất là nhiều những cái thông tin về dòng sông Đà ở trên, mặt nước sông Đà như thế nào, ven bờ bãi sông Đà ra sao, đúng không ạ? Và thấy cái nắng tháng 3 đường thi ở trên dòng sông Đà đẹp như thế nào. Thì các bạn có thể nhìn thấy là là khi mà học về sông Đà, thật ra nếu như các bạn nghĩ nó khó thì thực sự nó rất khó. Còn nếu như khi các bạn đã thực sự lăn xả vào rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là thật ra nó không khó giống như mình nghĩ. Thực sự là như vậy chị nghĩ là nó sẽ không khó giống như mình nghĩ nên là chị mong rằng là với cái phần hướng dẫn qua về hình tượng dòng sông đà ngày hôm nay với cái việc cạch ý lại cho các bạn như vậy các em có thể ngồi và thiết lập cho mình những cái sơ đồ tư duy để chúng ta có thể học về sông đà tốt nhất các bạn nhé vì chị biết rằng đây không phải là một cái tác phẩm mà nhịp một bạn sợ mà có rất là nhiều bạn sợ đúng không có rất là nhiều bạn sợ bài này chứ không phải là một bạn sợ thế nên là ngày hôm nay chị phát ý ra cho các em về hình tượng dòng sông đà chị hy vọng là các bạn có thể lăn xả vào việc học về dòng sông này còn cũng rất là hy vọng có thể được gặp các bạn ở trong một cái phần phát trực tiếp giảng kỹ hơn chia sẻ kỹ hơn về cái vẻ đẹp của dòng sông đà qua những trang văn của nguyễn tuân được không nào nhá buổi trưa ngày hôm nay thì có lẽ là chúng mình sẽ tạm dừng tại đây thôi cảm ơn các bạn rất là nhiều đừng quên là ngày hôm nay đang được free ship sách nhá hãy nhanh tay dinh về cho mình những cái cuốn sách để chúng mình có thể hỗ trợ cho việc học văn của các em tốt hơn được không nào cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chị trong buổi trưa này đáng lẽ là các bạn phải nghỉ ngơi nhưng mà các bạn vẫn dành thời gian cho chị nên là đấy là một cái điều rất là hạnh phúc chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha bye bye chúc các em thi tốt nha